Hello Chi. Wow, so nice. So nice, sinh nhật của Chi, happy birthday Chi Chi. Yay. Gặp ba Chi vui không? Mà Chi mở xu ra đi. Rồi Chi đi thay đồ đi. Okay. Thay đậm chúng nó đi ăn luôn rồi xuống mở quà ha. Yay. Ok. Đây nè. Sinh nhật của ông Chi ha cô chú anh chị. Ba Chi mới vừa về hồi sáng luôn. Kim dán mấy cái này nè. Chưa có làm tiệc, cuối tuần mới làm tiệc sinh nhật tại vì ông Chi đi học ha. Ở trong này để chút nữa, em chị vô rồi Kim quay luôn. Kim chỉ chuẩn bị sơ sơ thôi. Chị xong chưa con? Rồi đi xuống đây, rồi đánh đi xong chưa? Đánh đi. Rồi đi come here. Trời ơi, mặt đầm công chúa kìa chàng thôi. Mang cái đôi giày đẹp đó. Công chúa nói cho You were so excited you nearly fell over. My God. Rồi, let's go. Wait a second, đợi mẹ. Đứng đó đi. I love this. Đóng nhắm mắt lại. What does mắt lại mean? Means close your eyes, hey, buddy. Mắt lại means close your eyes. Yeah. Yeah. Go, get in. Did you mắt lại? I'm going to go in with her then. Okay. What? Go on, sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lauren. Happy birthday to you! Happy birthday, sweetheart! Oh, look at all them presents, look! Do you like it? Do you happy? Do you enjoy it? Come on, babe, open your cards then. Nó cái thiệp sinh nhật đó của ba với mẹ đó. Wow. Cái thiệp đó là đợt mình mua ở Việt Nam chứ nhớ không? No. Mở ra. Wow! Wow, look at that. Look. It's what's her name? Da Nang, isn't it? Yeah. The bridge in Da Nang. You know they made up. I remember when you said there were lots of these. Đây là giống cái cầu Đà Nẵng, cầu rồng này cô chú anh chị. Đây mẹ để nè. To my Chi Chi, happy birthday, con gái của ba mẹ. Là gì chị hiểu không? No. To mommy and daddy girls. Oh yeah. Yêu con nhiều, love you lots, lots of love. Look at this to me. Alyssa and Janine. That's from Alyssa and Janine, that one. Yeah, let me see the card, Kim. Let me see the card. I do love the wrapper. Unicorn! Why don't we start at the top then? To Lauren, of course. Says, wishing you a very happy birthday with love, Janine and Alyssa. Yay. All right. Kiss. Okay, kiss, kiss. That's right, yeah. I'll take that, we don't need that for now, do we? Cái quà này Kim với Tony mua từ tuần trước rồi cô chú anh chị. Tuần trước lúc mà Tony chưa đi công tác Mỹ luôn đó. Mua về xong giấu ở ngoài nhà xe hả mọi người. Polly Pocket. Ủa gì vậy? Polly Pocket, is that what it is? Polly Pocket, wow, look at that. Yeah, I told you I wanted this and you didn't let me have it. Oh, well, you got one now then, haven't you? Yay! That's probably because Janine and Alyssa wanted to buy it this for you. This is the birthday one. Yeah. I put all my presents there. I want to play with them. Okay, go on then. Cái món quà này là của chị hàng xóm nè. But I know the flower ones are from you on it. Come on, open it. Còn lại là quà của ba mẹ. You gotta do the opening presents now. Do you remember the first Christmas? It took her like 2 hours to open 10 presents. Now she's very fast, look. Oh, this is from again. Pardon? For mommy and daddy. This is for mommy and daddy. Oh yeah, I forgot. Yeah. I forgot you buy me this. That's I didn't right. really wanted it. Now đưa mẹ coi coi. Đây, ở nhà chị có nhiều búp bê rồi, cho nên là Kim mua thêm cái bộ đồ này thay cho búp bê, cái bộ đồ búp bê đi học nè. Có viết thước, máy tính, cái gì. Cái giỏ đi học, mắt kính đây nè, cô chú anh chị dễ thương chưa? Dày nè. Gái mà ngồi gì kỳ vậy trời? Nó cái gì vậy? Makeup bag. Ôi, nguyên cái vali đồ makeup luôn kìa. Còn nhiều hơn của mẹ, mẹ còn không có đồ makeup như vậy luôn đó chi à. Yeah, I love it, it's so easy. Mommy don't have like that, daddy. Yeah. Now he's got like a £100 Christian Dior.
Chi Chi got more than Mommy. Look. Lipstick. Ồ, cái vali dễ thương quá, đẹp quá. That's just packaging. Đâu cho mẹ xem thử thôi. Trời ơi, cái này mẹ xem. Nice này. See, you got all I'll have that for ballet. Yeah, you don't need your mummies anymore. You got all your own. Đây, nguyên cái hộp đồ make up của Chi nè. Có son, má hồng, phấn mắt gì nè, cô chú anh chị. Có mấy cái cọ nữa nè. Cái này để khi nào em Chi đi đi ballet đó là trang điểm được nè. Cái này cho trẻ em, cô chú anh chị dễ thương cho. Đâu đưa mẹ coi cái đó coi. Đây, em Chi thích cái này nè. I like the way you think you wrap the top of it with regular paper. No more paper left. Yeah, what is this? Have a look. Turn it around. Right. DIY, Chi. Look, crap. Is this a decoration craft? It's a, yeah. It's a big, I love it so big. It's a big craft set. Yay. So you can build lots of different things with it. Mm. I always wanted this glue. Cái hộp này giờ cho em Chi sáng tạo nè, làm mấy cái đồ gì đó. Chi rất là thích. It's not even heavy. Now for the largest one. The biggest one. Yeah. Cái bự nhất. Got, I don't think this is the doll. Oh, what's that? Haha, sorry. Get it? Wow, so large. Wow, look at that. Let's have my only three shoes. Let's have my look how many dresses there are. Yeah. More dress than Chi now. Yeah. No, it's not more. I have like 100. I like this one. I just like all of them. Okay, and now I'm gonna play with them. I'll play with the puppy. Cảm ơn ba mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn ba. Chut, chut. I want the first chut. Alright. Welcome, sweetheart. I want to play with the Polly Pockets now. Right. 6 years old now. Yeah. Polly Pockets there. I don't want to play with it yet. Okay. Yeah. Alright, well, should I clean up then? Yeah. Alright. Những cái này là những cái bộ đồ cho I'm happy that I have a new doll. Cho búp bê nè, cô chú anh chị. Mummy did the wrapping with the school paper because she got no wrapping paper left. Really? Có đâu cả chục bộ đầm cho búp bê luôn nè. Từ bữa giờ, từ lúc mà Kim có cái nhà bếp mới tới bây giờ, Kim chỉ quay cái nhà bếp không, Kim không có quay cái phòng khách luôn đó mọi người. Đây nè. Hey, wait, hang on. Cái phòng khách lâu dữ rồi Kim mới quay. Cái bức tranh đó của Chi vẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ đó của chú anh chị. Xong rồi em Chi muốn để đây nè, để đến sinh nhật á cho các bạn xem. Yeah, go and get the scissors. Yeah. Xong rồi sinh nhật xong Kim sẽ để cái bức tranh của Chi vô phòng của Chi hả mọi người. You got them? No, do it in the get the one with the big crap box. It can't find mine. Honey, can you go and get me the scissors please? Cái này cho búp bê chơi xe đẩy đó hả chị hả? Uh-huh. Đây nè, rồi có xe scooter nữa nè. Yeah, scooter. Rồi cái này nữa nè. Chạy lên trên đây, cái chỗ này hôm bữa Chi có đi với Cam Ranh này nè. Yeah, but I didn't go there. Yeah, like that. Just a minute, because... There you go, there's a little dolly, right? No, the dolly. The rest is all in packaging, so I've got to find a way out. How's he gonna stand there? Right, look. It's got the net for the basketball, look. Look. Yeah, hang on, let me have a look. But how does this... They can put a shoe in here, I think. Yeah, you do. Bỏ oh. Chân vô đó đó. Oh. But get the rest out please. Like, there's a little walkie-talkie or whatever it is. Dạ em Chi mở đồ chơi nữa đó hả? Uh-huh. Chuẩn bị đi á con.
Ba sẽ dẫn hai mẹ con đi ăn tối á, chú anh chị đã đặt cái quán ăn rồi. Đó. Bộ đồ đi học nè chị, chuẩn bị đi học nè hả? Dễ thương quá. Hello cô chú anh chị ơi. Xin chào các bạn cô chú. Chị chị chơi. Hello honey. Hello chị chơi. Đây cả nhà, bây giờ sẽ chở chị đi ăn tối hả mọi người. Ăn sinh nhật. Ăn tối, what's ăn tối? Ăn tối, I mean dinner. Ăn tối. For chị birthday. Ba chị mới vừa về lúc 9 giờ mấy, 9 giờ rưỡi sáng hả cô chú anh chị. Xong rồi làm việc ngày hôm nay. Là từ bên Mỹ về đây là đang ban đêm đó, mà về ngủ được đâu có 2 tiếng rồi, xong rồi làm việc tiếp. Rồi bây giờ về tối nay sẽ nghỉ ngơi ngủ, xong sáng mai 6 giờ sáng mai là dậy đi công tác nữa mọi người. Honey, where you go tomorrow? Tomorrow I go to a place in France called Marseille, which is in the south east of France. Okay. Close to the border with Spain. Đi qua Pháp. Đi qua Pháp mà ngay chỗ It's a small fishing village. Nói chung là đi qua Pháp. Ơi. You know when it's Friday? You can only wear green clothes, but if you don't have green clothes, then just wear what you want and you need Đi Pháp thì đi chỉ có 2 ngày thôi cô chú anh chị. Đi 2 ngày là về, tuần sau là không có đi nữa, tuần sau là ở nhà hả mọi người. Tới rồi nè cô chú anh chị ơi, cái nhà hàng ở đây hả mọi người, cái nhà hàng ở cái vùng thôn quê ở phía ngoài đây là cánh đồng đó. Đằng trước ở bên đây có hoa cải vàng, là Kim đi ra ngoài đây Kim ngắm hoa cải vàng là ở ngay cái nhà hàng này luôn nè mọi người. Để mẹ mở. Trời ơi cái cửa nó nặng quá. Nè, em Chi đi đem theo đồ chơi đâu cho ông bà con chú của em Chi có gì đây? Nè, nè, lúc. Yeah, I don't know what it was. Lack of lamb, look like it. It must be the lamb pie. Cái nhà này nhìn cũng lâu nè, cô chú anh chị theo kiểu xây dựng á. Gỗ nè, mấy cục gỗ ha. Cái trần gỗ này là nhìn là nhà ngày xưa là người ta làm như vậy đó. Gỗ lòi ra ngoài luôn, không có dấu vô trong như bây giờ hết cô chú anh chị. So little I can't even see them, look. I can see the face. She seems to follow her and I'm following her to class. He thinks I can't do it, can't you? That's why you think daddy's not good enough, don't you? And I'm smart. See? Go on, then you choose a way, look. See? Too fast. Watch. See? Daddy, rapido. Rapid means fast. Tôi có fish and chip không cô chú anh chị? Cá với lại khoai tây. Tony có cái bánh. What's inside này beef? Steak. Yep. Bánh nhân thịt bò hả mọi người? Bánh nhân thịt bò cũng là một trong những loại bánh truyền thống của Anh đó cô chú anh chị. Cảm chi nè, em chỉ có nuôi. Nuôi với lại phô mai với bông cải xanh giống lần trước em chi ăn rất là thích luôn. That's a gravy sauce. Yeah. Ăn cùng với cái sốt gravy.
again. Thank you very much. Thank you. How's it? Good. Good. Cái miếng cá này rất là to luôn nè cô chú anh chị. Thường thường á, cái máy ăn fish and chip mua ở mấy cái chỗ mà take away là mua đem về nhà ăn ha. Hoặc là đi du lịch những cái chỗ nào mà có fish and chip nổi tiếng mới ăn. Chứ bình thường đi vô quán ăn nhà hàng là không có ăn fish and chip. Nhưng mà hôm nay cái chỗ này Kim không biết ăn cái món gì hết á, cho nên Kim gọi fish and chip luôn cho dễ ăn nè cô chú anh chị. Did you want to go? No, I said, I said go whenever I want. At the back. Mom, she is. Go. I won. I told you to be careful, Lauren. I can't be careful, Lauren. Okay. You're just a cheat, you are. You're saying go. Ready, I'll do it now. Three. Let's see how slow you can be to go. Hey, that's it. You're unlucky. Hey! Oh, look at that little girl. Dress. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lauren. Happy birthday to you. Yay! I'm sorry. You're my honey. Go on. Well done, sweetheart. I knew you would say that. In there. Jay? Don't mix up. Phần ăn tối, ôi lòng. Phần ăn tráng miệng của Kim ha. Cái này gọi là sticky. What honey? Sticky toffee pudding. Sticky toffee pudding. Ở bên trong giống như là has có been, giống như cái bánh. Cái bánh ở bên trong ha cô chú anh chị, xong rồi có cái nước sauce bên ngoài và ăn cùng với kem nè. Cái sauce sticky topping sauce. Sticky toffee pudding. Toffee sauce, right? The sauce called toffee. Yeah, toffee. Yeah, the sauce là toffee sauce. Thích ăn kem hả?